Vì tình yêu chúng ta hay vượt qua tất cả. Em thì yêu anh bằng cả xếp tim, dù là không được ăn cá hay những yêu anh. Để coi được bao lâu. Để coi được bao lâu. Mới trả lời câu này nè anh. Do you want to build a snowman? Yes. Come on, let's go and play. I'll never see you anymore. I'm out the door. It's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Năm mươi chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có Samsung anh em xem muộn ngay, selfie mỏi tay. Trời ơi, thấy gớm. Nè nè, xuống ra đi. Xuống ghế ngồi đi. Không, chắc là phải làm vậy để người ta biết là hai người yêu nhau. Xuống ghế ngồi đi. Đi ghê quá. Ủa gì được, ghế ngồi ngồi chưa? Ghế ngồi đi, ngồi đi, ghế ngồi. Rồi, xin mời, xin tác cùng vô bàn. Theo mọi người nghĩ thì như thế nào là ăn tốt cho tim? Phải giảm ăn mặn. Giảm ăn mặn để khỏi bị cao huyết áp. Đúng rồi. Không ăn nhiều dầu mỡ, phải ăn nhiều rau. Đúng rồi. Dạ. Quang Đăng cũng đồng ý kiến với Thái Trinh là phải ăn nhiều rau xanh. Chứ dám thôi không động. Chứ dám thôi không động. Cảm ơn. Không, để em bóc miếng rồi, rồi em lấy bên này. Cái này nhìn hạnh phúc quá ha. Tình như say, nhẹ như mây. Tình là tia nắng xuân chưa tràn, gần bên nhau quên thế gian. Trời ơi, hay gớm. Vì tình yêu chúng ta hay vượt qua tất cả. Em thì yêu anh bằng cả xếp tim, dù là không được ăn cá hay những yêu anh. Để coi được bao lâu. Để coi được bao lâu. Dung dịch vệ sinh phụ nữ em happy, an toàn, thoáng sạch, mềm mịn hơn. Anh mập quá, em sợ là ngồi trên cái ghế nó sẽ bị bập bênh á. Nên em nghĩ đi em bên kia đi. Quá trời. Nhưng mà anh Huy, anh không có nhiều kiến thức bằng đi anh. Đi qua bên kia đi. Ba đứa mình vô ghế rồi một mình. Em bỏ ngọc được. Bây giờ đã hai đứa nó chặt không đứt bước không rồi. Thôi không cô chừng không trái. Thì hai người yêu đương nhau rồi lôi nhau lên chương trình nè. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối cùng. Bình An, em cứ thoải mái đi. Lo lắng gì vậy ta? Thôi em nhường anh tự quyết định á. Thôi, anh không bao giờ mà còn nhường nhau nữa. Sao tình cảm quá vậy? Hai cô. Gì? À, mình là đàn ông mà nhường phụ nữ. Em nói trước đi. Sao nhường khôn quá vậy? Anh Nghĩa, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Biết chứ sao không biết. Cái chuyện tình cảm của Will và Sin thì ai cũng biết mà. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. She may be the face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the prize. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Coi như là chưa có gì cả nha. Đề nghị chương trình đừng cắt khúc này. Maybe the face I can't forget. Thôi mọi người ơi, thực sự là nãy Trường Giang rất là thích Viu nên muốn Viu về chứ không hề biết cái vụ đó. Thiệt. Chú này. Chú này. Chú không biết thiệt. Chú này. Tại vì chú chỉ biết là hồi xưa là Will có quen với lại Katie Nguyễn thôi. Tại vì chú chỉ biết là hồi xưa là Will có quen với lại Katie Nguyễn thôi. Tại vì chú chỉ biết là hồi xưa là Will có quen với lại Katie Nguyễn thôi. Thôi chứ không có biết là cái gì. Maybe the face I can't forget. Trời ơi. Trời ơi. Có cách sống giùm tôi. Trời ơi. Bởi vậy em mới nói nè, bây giờ chọn về lẹ đi thì an toàn. Bữa nay á mời chú anh Vũ làm gì? Mời ca Tiên Nguyễn đây mới có chuyện bạn. Maybe the face I can't forget. Anh nói thiệt, một cái chuyện tình vừa qua nó làm em sốc dữ vậy hả? Không phải này, năm nay chuyện gì? Chuyện tình gì vậy Thanh? Thôi chuyện gì anh? Chuyện tình gì vậy Thanh? Chuyện tình gì? Chuyện tình gì? Thôi, riêng em giấu cho gì em biết. Mà các bạn biết sao mà mềm không? Cấp. Các bạn biết sao mà mềm không? Nào, cấp trứng vô. Nhân ướp không phải thơm.
Cũng là trái cây đúng rồi đó, nhưng mà loại gì? Không phải, kiwi quy mắc lắm. Cái gì vậy? Bỏ ướp cái gì vô để cho thịt bò mềm. Sai. Cái này uống mỗi ngày luôn mà không biết. Cam vô hay bắt vô một ít cái nước cốt á. Đúng rồi. Cam không? Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Đi về bên kia. Đi về bên kia. Đi về bên kia, hãy buông ra. Tambuka sao giữ hạnh phúc chứ? Tambuka sao giữ hạnh phúc chứ? Tambuka sao giữ hạnh phúc chứ? Anh đừng dắt muối vào trái tim em. Anh xin lỗi, bởi vì anh không có cập nhật kịp mấy cái thông tin của mấy đứa em giờ đó. Thôi anh, dạ. mình nói anh tiếp về chuyện bài hát đi anh. Anh không thấy Buka mập lên 6kg à? Buka mập lên là bởi vì sao em? Buồn anh, ăn bậy ăn bạ riết mập. Có rất là nhiều chất xơ, đậu đỏ có chất xơ đúng tôi không chưa anh? Thấy một bà vợ nào chồng ngồi như vậy mà vẫn ăn thỉnh bơ. Đồ ăn đúng không? Mời anh. Gì vậy? Ủa sao anh nói là kìa? Mình cứ nói là anh ơi, em biết là em ăn vậy thì cũng đúng, nhưng mà vì chương trình thôi em ăn nhé, anh cứ ngồi nhìn miệng em, ví dụ vậy. Thôi không sao đâu, một lát nữa em sẽ hỏi cách làm về em chế biến cho anh ăn, yên tâm. Ủa chị làm được đồ ăn hả chị Buka? Được chứ em, chị đảm đang lắm á. Ủa Buka nấu ăn được hả? Được, ngon đó, ăn ngon. Vậy hả? Vậy hả? Mặc nhờ bà đó. Thôi anh đừng có bảo vệ người nhà mình vậy chứ. Em nấu ăn được bao lâu em cưng? Em nấu ăn cũng được chắc nếu mà tính cái thời gian mà em làm trong nhà hàng á là khoảng 15 năm. 15 năm rồi. Tôi chưa thấy một bà vợ nào chồng ngồi như vậy mà vẫn ăn thỉnh bơ. Trời ơi cái gì vậy vậy vậy? Có kìa nhớ. Thôi không chịu đâu. Nó mập như vậy rồi thì thôi đi. Lúc đầu đòi hai vợ chồng một nhóm thì không chịu. Vậy là để làm gì? Ăn một lần hai người. Không phải, tại vì anh Tiên anh cũng đang mì ý đút lò dữ lắm. Đói về em làm cho nó ăn, bây giờ để cho nó đói khác đi. Em muốn làm món này cho anh thử miếng cái vị miếng mà. Đừng nói gì nhiều nữa hết. Đừng nói gì nhiều nữa hết. Đừng nói gì nhiều nữa hết. Đi, về với anh. Về với anh. Đi, về với anh. Đi, về với anh. Ê! Ê! Ủa mẹ dữ vậy? Ủa như đâu? Ngày hôm qua là ngày em đi xa xa. Phải biết hát, biết trả lời câu này nè anh. Do you want to build a snowman? Yes. Come on, let's go and play. I'll never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Hình thể không có giải phóng được ở trên sân khấu. Nọ những cái nhún nhảy đó cũng không có ra là một người ca sĩ đang diễn vai ca sĩ nữa. Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi là bạn là một diễn viên, nhưng là một diễn viên hát không có hay. Em thấy bạn này nếu mà bỏ hết cái lớp make up với lại thay một cái bộ trang phục khác ấy, thì bạn ấy sẽ phù hợp là hát một bài nhạc nhẹ. Chính xác, chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Một lần chạm tay tôi như khẽ nói hãy đến bên tôi. Với cái vai ta chung một lối đi tiếp xúc cho nhau. Trời ơi, hai em dắt hai cái ghế ra góc ngồi riêng với nhau đi. Trời ơi, y chang những gì trong đầu em đang nghĩ luôn Kiều ơi. Trời ơi. Là theo chi là cô này là hát hay đúng không? Hát hay á, nhưng mà dòng nhạc hát. Cái nhẹ coi.
thương lắm, nhưng mà em mới một cái lời khuyên thôi, hiểu không? Đôi khi là tát liền nhiên, tát liền nhiên, tát liền nhiên. Cái tai thuận đó, cái tai thuận đó. Đừng có bất quá tam, mình lần hai lần sai rồi thì mình còn bây giờ mình thắng thua gì thì hai vòng này nhát em bỏ mà đâu có tính đâu. Đúng rồi, vòng cuối mới quan trọng. Được. Cái mặt người ta như vậy đó. Sao? Đẹp giá như vậy. Mình ơi, hát mình đàn ông con trai á, mình đừng có sọc qua nhà của phụ nữ mà mình ngồi mình nói chuyện nhưng gì rất bất lịch sự nha. Không sao cả, mình vẫn ủng hộ, là hy vọng là lần sau là Nhi sẽ thắng. Trời, Nhi nó vậy nha. Không phải sợ là lịch sự, chứ còn cái cảm giác của Nhi là thành nè, trời Nhi, trời gớm quá, gớm. Dạ như là gớm luôn á, cảm giác nó đuổi luôn mà cứ sát sát vô. Nhi là hiện nay nó đang mang cái tâm lý kỳ thị, cái gì vậy trời, dịch bệnh đi. Đó là vẫn ngồi lì kìa, đó chưa, người ta vẫn kiên quyết ra nè. Trời ơi, hồi nãy giờ tôi tưởng mà không có những lời thoại là lòng tiếng, hãy cho anh một cơ hội nữa đi. Yeah. Đúng. Trời ơi, mình ơi, chết rồi.